Xin chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ thủ ba nét là bộ củng. Bộ này có biểu nghĩa đó là liên quan tới chắp tay, và vị trí của nó thì thường nó sẽ nằm phía bên dưới. Ở đây các bạn chú ý cho mình là nó sẽ bao gồm một nét phẩy sổ và một nét sổ kim nhá. Phẩy sổ thì các bạn chú ý cho mình đó là đầu tiên chúng ta sẽ viết một nét sổ thẳng phía bên trên, sau đó chúng ta sẽ đẩy một nét phẩy xuống phía dưới dạng phẩy ngắn. Bên phải là sổ kim. Tỷ lệ của nó như sau là nét căng dài ở giữa này. Đấy, phẩy sổ và sổ kim thì hai bên ở đây theo tỷ lệ 2:1:2 nhé, tức là cái nét phẩy sổ và nét sổ kim ấy thì nó sẽ được viết gần, nhưng khoảng cách của hai nét này sẽ gần vào với nhau một chút, và hai bên bên trái và bên phải thì sẽ là được viết khoảng cách rộng ra hơn một chút. Nếu như các bạn muốn xem nhiều clip hơn, các bạn lên kênh YouTube có Alin Linh để các bạn xem nhiều clip hơn nhá, về 214 bộ thủ cách viết 38 nét cũng vậy nhá. Mình mỗi ngày là mình đều up các clip ở trên đó, thì các bạn có thể vào kênh